Cô xin chào tất cả các em học sinh, cô tên là Hồng Nhung. Cô rất vui được gặp lại các em trong chương trình học môn toán của khối lớp 4 ngày hôm nay. Ở phần học trước thì chúng ta đã được học về các phân số lớn hơn, nhỏ hơn và bằng 1. Thì hôm nay chúng ta sẽ học sang một bài mới, đó là bài phân số bằng nhau ở sách giáo khoa trang 111. Thì khi các con học xong bài này, chúng ta sẽ biết tìm được một cái phân số mới bằng với phân số đã cho, cũng như là chúng ta nắm được các tính chất cơ bản của phân số. Bài học của chúng ta hôm nay sẽ gồm có 3 phần. Phần thứ nhất đó là phần khởi động, phần thứ hai là phần khám phá, và phần thứ ba là các con sẽ làm các bài tập ở phần luyện tập. Bây giờ chúng ta cùng nhau khởi động tiết học ngày hôm nay nhé. Thông qua một cái trò chơi nhỏ, đó là ai nhớ lâu hơn. Thì đối với trò chơi này thì cô sẽ có câu hỏi và có các đáp án. Các con sẽ suy nghĩ và chọn đáp án trả lời nhé. Câu số 1, phân số nào sau đây lớn hơn 1? Thì các con sẽ dựa vào cái dấu hiệu nhận biết phân số lớn hơn 1 để chúng ta lựa chọn ha. Câu A, 56/32. Câu B, 9/15. Câu C, 36/36. Và câu D, 4/7. Các con sẽ có 10 giây để suy nghĩ và chọn đáp án. 10 giây cho các con bắt đầu. Rồi, hết thời gian, chúng ta cùng nhau xem đáp án nha. Đáp án đúng của chúng ta đó là câu A, 56/32. Thì cô ôn tập lại cho các em luôn. Đó là phân số lớn hơn 1 là phân số có tử số lớn hơn mẫu số nha. Rồi, chúng ta sang câu hỏi số 2. Phân số nào sau đây bé hơn 1? Câu A, 19/17. Câu B, 24/24. Câu C, 3/10. Câu D, 8/6. Rồi, 10 giây cho các con suy nghĩ và chọn đáp án. Bắt đầu. Rồi, hết thời gian, chúng ta cùng nhau xem đáp án nha các con. Rồi, đáp án đúng là đáp án C, 3/10. Cô xin chúc mừng những bạn nào có kết quả đáp án chính xác là đáp án C nha. Ở đây thì cô ôn tập lại cho các con, phân số bé hơn 1 là những phân số có tử số bé hơn mẫu số. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ sang câu hỏi số 3. Phân số nào sau đây bằng 1? Cô có 4 đáp án như sau. A, 23/17. B, 64/64. C, 48/15. Và câu D, 28/6. Các con sẽ có 10 giây để suy nghĩ và chọn đáp án. 10 giây cho các con bắt đầu. Rồi, hết thời gian, chúng ta cùng nhau xem đáp án nha các con. Đáp án đúng của chúng ta đó là đáp án B. Cô xin chúc mừng những bạn nào có đáp án chính xác nha. Thì đối với câu này, cô muốn ôn tập lại cho các con. Đó là phân số có tử số và mẫu số bằng nhau thì phân số đó sẽ bằng 1. Các con ơi, vừa rồi thì chúng ta cũng đã vừa ôn tập lại các phân số lớn hơn 1, bé hơn 1 và bằng 1 rồi phải không nào? Bây giờ chúng ta hãy tìm hiểu xem làm thế nào để chúng ta có thể tìm được những phân số bằng nhau nhé. Mời các con quan sát ví dụ nha. Thì ở đây cô có hai băng giấy có độ dài bằng nhau. Đối với băng giấy thứ nhất, cô sẽ chia làm 4 phần bằng nhau và cô sẽ tô màu 3 phần. Vậy các con nghĩ xem, phân số chỉ số phần tô màu của băng giấy thứ nhất là bao nhiêu nào? Băng giấy thứ nhất, cô chia làm 4 phần bằng nhau và đã tô màu 3 phần. Vậy thì chúng ta sẽ có phân số chỉ số phần tô màu của băng giấy thứ nhất, đó là 3/4. Rồi, đối với băng giấy thứ hai, cô chia làm 8 phần bằng nhau và cô đã tô màu 6 phần. Vậy các con thử nghĩ xem, phân số chỉ số phần tô màu của băng giấy thứ hai sẽ là bao nhiêu nào? Phân số chỉ số phần tô màu của băng giấy thứ hai đó là 6/8.
bởi vì cô đã tô màu 6 phần, trong khi đó băng giấy được chia làm 8 phần bằng nhau. Thì các con quan sát độ dài của số phần tô màu của băng giấy thứ nhất và độ dài của số phần tô màu băng giấy thứ hai, chúng ta thấy nó bằng nhau. Vậy thì chúng ta nhận biết được là 3 phần 4 của băng giấy nó sẽ bằng với 6 phần 8 của băng giấy. Như vậy, cô có thể viết là 3 phần 4 bằng 6 phần 8. Vậy, vì sao 3 phần 4 lại bằng 6 phần 8 trong khi tử số và mẫu số của hai phân số này khác nhau? Chúng ta cùng nhau tìm hiểu phần nhận xét rất quan trọng sau đây nha. Đầu tiên, cô có phân số 3 phần 4. Khi cô nhân phân số 3 phần 4 này, cả tử và mẫu, cho 2, cô sẽ lấy 3 nhân 2 và 4 nhân 2, thì cô được phân số mới, đó là phân số 6 phần 8. Thì qua cái phần ví dụ này, chúng ta có thể thấy được, khi các con nhân cả tử số và mẫu số của một phân số cho cùng một số tự nhiên khác không thì được một phân số bằng phân số đã cho. Như ở đây các con có thể thấy được là khi cô lấy phân số 3 phần 4, nhân cả tử và mẫu của phân số 3 phần 4 cho 2, 2 là một số tự nhiên khác không thì chúng ta sẽ được một phân số mới, đó là 6 phần 8. Và 6 phần 8 này nó sẽ bằng với 3 phần 4. Và ngược lại, đối với phân số 6 phần 8, khi cô chia cả tử và mẫu của phân số này cho 2 thì cô cũng sẽ được một phân số mới, đó là 3 phần 4. Cách làm đó là cô sẽ lấy 6 chia 2 và 8 chia 2. 6 chia 2 thì được là 3, 8 chia 2 sẽ được là 4. Vậy thì cô được phân số mới, đó là 3 phần 4. Và 3 phần 4 này nó sẽ bằng với phân số 6 phần 8 như phần ví dụ ở trên cô đã nêu ra. Từ đó chúng ta có thể rút ra được kết luận, đó là nếu cả tử và mẫu số của một phân số cùng chia hết cho một số tự nhiên khác không thì sau khi chia ta được một phân số bằng phân số đã cho. Vậy thì sau hai cái nhận xét này, chúng ta có thể rút ra được cái tính chất cơ bản của phân số như sau. Nếu ta nhân cả tử số và mẫu số của một phân số cho cùng một số tự nhiên khác không thì được một phân số bằng phân số đã cho. Các con nhớ kỹ ha, tính chất đầu tiên của phân số đó là khi ta nhân cả tử số và mẫu số của phân số đó cho cùng một số tự nhiên và điều kiện nó phải là khác không thì mình sẽ tìm được một phân số bằng phân số đã cho. Và cái tính chất thứ hai đó các con ơi, bây giờ chúng ta sẽ vận dụng những điều chúng ta vừa học để hoàn thành các yêu cầu của bài tập nha. Đầu tiên chúng ta sẽ vào yêu cầu của bài tập đầu tiên ở sách giáo khoa trang 111-112, đó là bài tập số 1. Bài tập số 1 yêu cầu các con đó là viết số thích hợp vào ô trống. Ở đây câu A chúng ta sẽ có 2 dòng, mỗi một dòng sẽ có 3 bài. Thì cô sẽ hướng dẫn cách làm đối với bài này cho các con. Các con thấy đầu tiên là người ta cho mình phân số 2 phần 5 và bằng. Rồi sẽ lấy tử số và mẫu số của phân số 2 phần 5 này nhân với 3. Thì các con sẽ tính từng phần và các con sẽ viết kết quả vào ô trống ha. 2 x 3 các con sẽ được bao nhiêu viết vào tử số, và 3 nhân 5 x 3 được bao nhiêu các con sẽ viết vào phần mẫu số. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành yêu cầu rồi đó. Đối với các bài còn lại thì các con thấy là ô trống nó bỏ trống ngay vị trí nào thì các con sẽ hoàn thành ở vị trí đó nha. Thì câu A này nó sẽ gồm có 6 bài. Đối với câu B thì nó sẽ gồm cũng có là 3 bài nữa. Thì cô sẽ cho thời gian cho các con là 2 phút để chúng ta hoàn thành bài 1. Sau 2 phút thì cô sẽ sửa bài chung với các con nhé. Bây giờ thời gian làm bài cho các con bắt đầu. Các con làm trực tiếp vào sách giáo khoa nha.
Trời đã hết thời gian làm bài rồi, bây giờ các con hãy cùng cô sửa bài nhé. Đầu tiên, ở bài đầu tiên của câu A, 2 phần 5, 2 nhân với 3 cô sẽ được kết quả là 6 và 5 nhân 3 cô sẽ được kết quả là 15. Vậy thì chúng ta sẽ tìm được phân số mới bằng với phân số 2 phần 5, đó là 6 phần 15. Phân số tiếp theo, 4 phần 7. Tương tự như vậy, cô có 4 nhân 2 là được 8, 7 nhân 2 sẽ được 14. Cô sẽ được phân số mới đó là 8 phần 14 bằng với phân số ban đầu là 4 phần 7. Phân số cuối cùng của dòng đầu tiên ở câu A, 3 phần 8 sẽ bằng 3 nhân ô trống, rồi 4, 8 nhân với 4. Thì ở đây chúng ta thấy là mẫu nhân với số nào thì tử số mình sẽ nhân với số đó. Vậy thì ở trên chúng ta sẽ điền được kết quả đó là 3 nhân 4. Vì 3 nhân 4 cô được kết quả là 12 và 8 nhân 4 cô được kết quả là 32. Chúng ta tìm được phân số mới đó là 12 phần 32. Thì bạn nào đúng cô xin chúc mừng ha. Bạn nào chưa đúng thì chúng ta sửa bài lại. Rồi tiếp theo ở dòng B, dòng thứ 2 của câu A, 6 phần 15. Ở đây thì nó khác so với dòng đầu tiên, đó là chúng ta thực hiện phép tính chia ha. Vòng đầu tiên thì chúng ta sẽ thực hiện phép tính nhân. Vậy thì chúng ta thấy là ô đầu tiên, ở bài đầu tiên đó là 6 chia ô trống, rồi 15 chia ô trống. Vậy thì chúng ta thấy kết quả phép chia nó được tử số là 2. 6 chia mấy sẽ được 2 đây các con? À thì chúng ta thấy là kết quả đó là 6 chia 3 sẽ được 2. Rồi tương tự, tử số chia cho số nào thì mẫu số sẽ chia số đó. 6 chia 3 thì ở dưới 15 chúng ta cũng chia cho 3, được kết quả là 5. Rồi tiếp theo, 48 phần 16. 48 chia 8 chúng ta được kết quả đó là 6. Và tử số chia cho số nào mẫu số chúng ta sẽ chia cho số đó. Tử số chia cho 8 thì mẫu số chúng ta cũng sẽ chia cho 8. 16 chia 8 ta được là 2. Kết quả chúng ta đó là 6 phần 2. Và bài tiếp theo, 15 phần 35. Vậy thì để làm được bài này, các con quan sát phần kết quả sau khi phép chia chia xong ha. 5 chia mấy sẽ được 3 đây các con? À, chúng ta có 15 chia cho 5 sẽ được 3, và 35 chia cho 5 sẽ được 7. Rồi kết quả cuối cùng của chúng ta đó là 3 phần 7. Thì bạn nào chưa đúng chúng ta hãy sửa lại ha. Bạn nào đã đúng rồi thì cô tuyên dương những bạn đó nha. Tiếp theo đối với câu B, thì cái bài này các con sẽ tính nhẩm và chúng ta sẽ điền kết quả vào đây. Thì đầu tiên đối với ô trống đầu tiên, các con quan sát chúng ta thấy là 2 phần 3 bằng một cái phân số nào đó có tử số chúng ta chưa biết và mẫu số chúng ta là 6. Vậy thì 3 nhân mấy để được 6 rồi các con? Đó là 3 nhân 2. Vậy thì mẫu số chúng ta nhân 2 thì tử số chúng ta phải nhân 2. 2 nhân 2 chúng ta sẽ được là 4. Rồi các bài còn lại các con sẽ làm tương tự như vậy nhé. Tiếp theo, 18 phần 60. 18 để được tử số ở bên vế tay phải của chúng ta là số 3 thì chúng ta phải chia cho 6. 18 chia cho 6 sẽ được 3. Vậy thì mẫu số chúng ta cũng phải chia cho 6, đó là 60 chia cho 6 chúng ta được 10. Vậy thì chúng ta được phân số là 3 phần 10. Rồi, phân số kế tiếp, 56 phần 32. Thì các con quan sát ở bên phía tay trái, đó là phân số có mẫu số là 32. Ở phía tay phải, phân số có mẫu số là 4. Vậy thì 32 chia mấy thì được 4 nè các con? À, đó là 32 chia 8. Vậy thì ở mẫu số chúng ta chia 8 ở trên cũng vậy luôn ha. 56 các con chia 8 thì được kết quả là 7. Ta được phân số mới đó là 7 phần 4. Và phân số cuối cùng đó là 3 phần 4. 4 và 16 là hai mẫu của hai phân số. Thì chúng ta xem 4 nhân mấy để được 16 đây? À, 4 sẽ nhân cho 4 để chúng ta được 16. Vậy thì ở trên tử số chúng ta cũng lấy 3 nhân 4 thì được là 12.
Để ôn tập lại cho các con kiến thức của bài học ngày hôm nay, mời các con tham gia với cô trò chơi Hoa quả may mắn. Trò chơi như sau. Cô sẽ có các câu hỏi và các phương án trả lời. Con sẽ quan sát câu hỏi và các phương án chúng ta chọn ha. Câu số 1. Chọn số thích hợp điền vào ô trống. 5 phần 6 bằng ô vuông là tử số. Rồi mẫu số của chúng ta là 24. Cô có 4 đáp án để các con lựa chọn. A. Phân số cần điền đó là 7 phần 24. Câu B. 9 phần 24. Câu C. 20 phần 24. Các con sẽ có 10 giây để suy nghĩ và chọn đáp án. 10 giây cho các con. Bắt đầu. Rồi, hết thời gian rồi. Chúng ta hãy cùng nhau xem đáp án nha. Đáp án đúng của chúng ta đó là đáp án C. Cô xin chúc mừng tất cả những các bạn đã chọn phương án C nha. Bây giờ chúng ta sẽ sang câu hỏi số 2. Hãy chọn phép tính thích hợp điền vào ô trống. 5 phần 6 bằng chấm hỏi 15 phần 18. Cô có các phép tính như sau. Câu A. 5 x 2 6 x 3. Câu B. 5 x 3 6 x 3. Câu C. 5 x 5 6 x 5. Rồi các con sẽ có 10 giây suy nghĩ và chọn đáp án. 10 giây cho các con bắt đầu. Hết thời gian rồi, bây giờ chúng ta hãy cùng xem kết quả của cô nha. Đáp án đúng của chúng ta đó là đáp án B. Cô xin chúc mừng tất cả những bạn nào có đáp án đúng là đáp án B ha. Thì đối với bài này các con nhớ kỹ, để tìm được cái phân số bằng phân số đã cho thì các con phải nhân cả tử số và mẫu số cho cùng một số tự nhiên khác không nha các con. Rồi, bài 3. Chọn số thích hợp điền vào ô trống. 74 phần 72. Cô xin lỗi, 54 phần 72 bằng ô vuông phần 8 và bằng 3 phần ô vuông. Cô có 3 đáp án như sau. Câu A. 6, 4. Câu B. 9, 2. Câu C. 6 và 2. Rồi các con sẽ có 10 giây suy nghĩ và chọn đáp án. 10 giây cho các con bắt đầu. Rồi, hết giờ rồi. Bây giờ chúng ta hãy cùng xem đáp án nha. Đáp án đúng của cô đó là đáp án A. Xin chúc mừng những bạn nào đã có đáp án đúng để điền vào đây nhé. Thì trải qua một tiết học vừa rồi, các con cần ghi nhớ cho cô cách tìm phân số bằng nhau nè, các tính chất cơ bản của phân số, cũng như rèn tính cẩn thận trong tính toán nhé. Ở nhà thì các con làm tiếp cho cô bài tập 3, xem lại hai cách tìm các phân số bằng nhau và xem trước cho cô bài rút gọn phân số trang 112. Tiết học đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các con vào những tiết học lần sau nha. Chào tạm biệt tất cả các con. Là nếu cả tử và mẫu số của một phân số cùng chia hết cho một số tự nhiên khác không, thì sau khi chia ta được một phân số bằng phân số đã cho. Các con hãy nhớ kỹ cái tính chất cơ bản của phân số này nhé, để chúng ta có thể áp dụng để làm bài tập ở phần tiếp theo.